kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong số chuyên đề tuần trước về việc đề tài nâng cao tính bền vững của ngân sách nhà nước, chúng tôi đã phân tích những thách thức đặt ra trong thu ngân sách nhà nước và giải pháp nào để nâng cao hiệu quả thu ngân sách từ thuế. Trong số chuyên đề tuần này, chúng tôi sẽ đề cập về những thách thức trong chi ngân sách khi mà những năm qua, vấn đề chi ngân sách nhà nước đã từng bước được hoàn thiện theo hướng phân bổ hợp lý hơn, phân cấp mạnh hơn, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với công khai minh bạch trách nhiệm giải trình. Tuy nhiên, tình trạng bộ chi ngân sách nhà nước của Việt Nam luôn ở mức cao và kéo dài, hiệu quả sử dụng nguồn lực công còn bộc lộ nhiều bất cập. Vậy giải pháp nào giúp kiểm soát chi thường xuyên cũng như cân đối thu chi một cách hợp lý? Chương trình Tài chính thuế xin được dành toàn bộ thời lượng để phân tích về vấn đề này. Quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế với chủ đề nâng cao tính bền vững của ngân sách nhà nước phần 2. Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đã đưa ra những quyết sách quyết liệt trong điều hành tài chính ngân sách nhà nước, trong đó đặc biệt chú ý đến thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật chi tiêu ngân sách. Nhưng trên thực tế, việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật ngân sách còn bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt hiện nay chi thường xuyên vẫn chiếm áp đảo trong tổng chi ngân sách nhà nước. Đây là thách thức đặt ra cho cơ quan quản lý. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại báo cáo về thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, ưu đãi nước ngoài 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025, nợ công sẽ đạt tỷ lệ 63,92% GDP năm nay nếu tăng trưởng bình quân 6,53% và lạm phát dưới 4%. Như vậy, bình quân, mỗi người Việt có thể gánh hơn 35 triệu đồng nợ công năm nay, tăng gần 4 triệu đồng mỗi người so với mức 31,3 triệu đồng của năm 2017. Huy động cái nguồn lực từ của công, tức là từ của dân, từ của đất nước để sử dụng cho đầu tư phát triển đất nước. Chính vì vậy cho nên là trong cái giai đoạn trước đây thì nhiều cái hoạt động của quản lý tài chính công nó chưa thật sự hiệu quả. Từ đó nó dẫn đến thứ nhất là huy động nguồn lực chưa tốt, thứ hai là sử dụng cái nguồn lực nó cũng chưa thật sự là tiết kiệm và hiệu quả. Và nó xảy ra nhiều trường hợp như là lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Theo các chuyên gia, hiệu quả quản lý chi bất cập và phân cấp ngân sách đã bộc lộ những rủi ro khiến bộ chi ngân sách nhà nước hiện khoảng 42,2 nghìn tỷ đồng tính đến ngày 15 tháng 10. Do đó, trong thời gian tới, cần đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại thu chi ngân sách nhà nước, nghiên cứu sửa cơ chế phân cấp và tăng cường năng lực giám sát tài chính quốc gia. Bản tổng chi tiêu của tăng bất cập, dẫn đến bất cập này đang thể hiện ở cả chi đầu tư và chi thường xuyên. Trong đầu tư thì chúng ta thấy rằng là cơ bộ của chúng ta, tư chúng ta vẫn đang giảm trả và hiệu quả chưa cao. Trong chi thường xuyên, các khoản chi mà lãng phí cần thiết của chúng ta cũng còn. Và nữa là cái khi nói về thứ ba là phân cấp ngân sách, thì phân cấp ngân sách chúng ta đã được thực hiện từ rất là lâu và đã phát huy được vai trò tác dụng của nó trong từng giai đoạn cụ thể. Tuy nhiên, đến giai đoạn này thì có cái thực tế đang xảy ra là ngân sách trung ương đang gấp dần vai trò chủ đạo, tức là cái nguồn thu ngân sách không được hưởng thì đang có xuống giảm dần, và vì thế là thiếu đi cái nguồn lực để có thể thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của quốc gia. Theo nghị quyết số 25 năm 2016 của Quốc hội, nợ công hàng năm không được vượt quá 65% GDP, nợ chính phủ không vượt quá 54% GDP và nợ nước ngoài không vượt quá 50% GDP. Tuy nhiên, theo số liệu của Bộ Tài chính cho biết, hiện nợ công ước tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 sẽ đạt khoảng 61% GDP. Mức nợ công hiện đã rất gần ngưỡng do Trần Quốc hội đặt ra. Theo các chuyên gia, việc vay nợ là cần thiết để tài trợ vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư công, khuyến khích phát triển sản xuất. Song nếu nợ công tăng quá cao, vượt qua một ngưỡng nhất định, thì tác động tới tăng trưởng kinh tế có thể bị đảo ngược. Ngân sách luôn bội trì. Ngân sách bội trì thì phải bổ sung bằng gì? Bằng vay nợ. Vay trong nước và vay nước ngoài. Mà vay trong nước và vay nước ngoài nhiều ấy thì dẫn đến nợ công tăng cao. Hiện nay tốc độ nợ công của chúng ta trong những năm gần đây tăng vào khoảng trên 15% một năm. Thế thì chúng ta phải hết sức thông cảm với Bộ Tài chính để đảm bảo cân đối cái thu chi ngân sách, thì chúng ta phải tăng thuế để tăng cái nguồn thu. Bớt tăng thu, nặng giảm chi thì mới đúng. Hiện nay tôi cảm thấy là chi thì 70-75% chi được chuyên, mà chi đầu tư không ít lên được. Thế thì do đó cho nên là chúng ta không thể cân đối ngân sách bằng cách tăng thu, mà chủ yếu phải cân đối bằng giảm chi.
Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng nên thống nhất nguyên tắc cần có một cơ quan đầu mối tổng hợp giúp chính phủ thống nhất quản lý về thu chi ngân sách. Điều này sẽ giúp dễ phân định trách nhiệm rõ. Bức tranh về ngân sách sẽ thống nhất, được kiểm soát kịp thời và khi có vấn đề xảy ra sẽ quy rõ được trách nhiệm. Ngân sách nhà nước là phải thống nhất với việc của đầu mối. Tôi cho rằng cái tình trạng như hiện nay là như thế này là tôi nghĩ là chưa ổn, nó vẫn bất cập. Đã nói đến thu là phải cũng một đầu mối và nói đến chi cũng phải là một đầu mối, chứ không thể là chi hai đầu mối như hiện nay. Và tôi dự ngồi tất cả hai cả bên vấn đề chi đầu tư chi thường xuyên thì tôi thấy cái việc mà chúng ta mà có một người mà làm thống lĩnh toàn bộ cái khoản chi ngân sách ấy, đấy này vẫn đang còn bất cập. Cho nên là cứ nói đến chi đầu tư này thì là đây là hầu như là chúng ta cũng nhận cái đấy là quan điểm của các đầu tư chẳng hạn, thì còn vấn đề chi thường xuyên thì cũng lấy quan điểm của tài chính này. Thì tôi cho rằng đã là bộ tài chính có chi ngân sách là nữa thì tất cả đấy phải theo. Đặc biệt, sự không thống nhất trong các số liệu về ngân sách khi mà mỗi nơi một kiểu, mỗi chuyên gia phân tích về chính sách dựa trên một bức tranh ngân sách khác nhau, điều này đặt ra thách thức cho cơ quan quản lý trong phân tích, đánh giá về cân đối thu chi ngân sách sao cho hợp lý. Mỗi người cho chúng ta bức tranh ngân sách, gánh nặng thuế phí trên GDP chúng ta là bao nhiêu, mỗi người một kiểu, mỗi ông một rất nguồn số. Cái thứ hai, chúng ta nói về câu chuyện thu ngân sách, câu chi ngân sách, nhưng mà tôi cam đoan rằng 100 thì cả 100 không đến, thì chắc phải 80 người đưa ra con số khác nhau, tỷ lệ khác nhau về các cái khoản chi của chúng ta và khoản thu của chúng ta. Trong bộ tài chính, cũng tôi thú thật với anh chị tôi làm được ở bộ tài chính 20 năm nay, mà tôi không lý giải được cái số liệu quốc tế, cái số liệu trong nước nó lại quá nhỉ. Anh chị ạ, số lượng ngân sách nhà nước, tổng thu cũng khác nhau, tổng chi khác nhau và dấu phần trong đó cũng khác cả nhau. Thế là lấy gì? Mà nguy hiểm hơn các anh chị ạ, không phải chỉ là mặt số liệu của anh, mà xu hướng của anh. Các chuyên gia cho rằng một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay là chính phủ cần minh bạch trong việc chi tiêu công, tăng cường sự giám sát của người dân và doanh nghiệp vào quản lý tài chính công, đồng thời xem xét lại các chính sách thuế. Có như vậy mới đảm bảo cho nguồn tiền được sử dụng một cách hiệu quả và đúng mục đích. Với những thách thức đặt ra, các chuyên gia cho rằng chủ trương tái cấu trúc nền tài chính quốc gia là một chủ trương rất lớn. Nói đến tái cấu trúc nền tài chính tức là nói đến cơ cấu lại cả ba bộ phận của nền tài chính quốc gia là tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp và tài chính dân cư. Vậy trong thời gian tới, cần phải làm gì để nền tài chính Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, nâng cao hiệu quả chi tiêu công, giảm tỷ lệ chi ngân sách trên GDP, giảm gánh nặng nợ và đảm bảo chi cho quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội? Mời quý vị theo dõi những ghi nhận sau của chúng tôi. Sau 3 năm tái cơ cấu tài chính công, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực, chặn đứng được đà giảm sút của việc huy động nguồn lực từ thuế phí vào ngân sách nhà nước, đã phục hồi tỷ lệ động viên vào ngân sách nhà nước, tạo thuận lợi thương mại, tạo môi trường để huy động vốn đầu tư, chống chuyển giá, chống xói mòn thuế. Bộ chi được kiểm soát từ 5,12% GDP vào năm 2015 xuống còn 3,6% GDP vào năm 2016. Cùng với đó, nợ công được kiểm soát tốt hơn, cuối năm 2017 chỉ còn trên 61% GDP, nợ nước ngoài quốc gia được kiểm soát dưới 50%. Cùng với đó, tăng được tỷ trọng chi đầu tư phát triển từ 21% đến 22%, đến nay đã đạt được 26-27%. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật về tài chính đã được xây dựng phù hợp với nền kinh tế thị trường trên cơ sở phù hợp với kinh nghiệm quốc tế. Việt Nam đã chuyển đổi nền kinh tế mạnh mẽ trở thành nước có thu nhập trung bình và là nước có sự phát triển ấn tượng. Bộ Tài chính có nỗ lực to lớn trong củng cố ngân sách và chỉ tiêu của chính phủ Việt Nam. Đây chính là cơ sở cho tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh và bền vững. Những năm qua, chính sách thuế đã được hoàn thiện nhằm đáp ứng huy động nguồn lực, phục vụ các chương trình phát triển kinh tế trong bối cảnh một số nguồn thu giảm như từ dầu thô, thu từ nhập khẩu. Quy mô thu được mở rộng, tổng thu tăng qua từng năm, tạo điều kiện để chi đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, cơ chế về phân cấp ngân sách được điều chỉnh theo hướng tăng quyền chủ động của các địa phương, cơ cấu thu ngân sách nhà nước bền vững hơn. Do đó được điều chỉnh theo hướng tăng tỷ trọng các khoản thu ngắn gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cơ cấu chi ngân sách nhà nước cũng được điều chỉnh theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển với việc đa dạng hóa, xã hội hóa nguồn lực đầu tư. Khi thiết kế từng nội dung của cái tái cấu trúc nền tài chính quốc gia thì chúng ta cần phải mở rộng ra tất cả các bộ phận, không chỉ liên quan tới cái cơ cấu lại cái ngân sách nhà nước, kể cả từ phía thu chi hay là về phía cân đối, cũng như là vấn đề về quản lý tài sản công hay là quản lý về nợ công, và còn rất nhiều các cái bộ phận khác của nền tài chính quốc gia mà chúng ta cần phải cơ cấu lại, tái cấu trúc một cách đồng bộ để phục vụ cho cái mục tiêu về cơ cấu lại, tái cấu trúc nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra để hướng đến nền tài chính phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Đó là dư địa thu có xu hướng giảm dần trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện cắt giảm thuế quan theo các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Mới đây, tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2018, các nhà quản lý, chuyên gia, tổ chức quốc tế cho rằng cần tiếp tục thực hiện tái cấu trúc nền tài chính quốc gia theo hướng vừa phát triển nhanh, đảm bảo tăng thu ngân sách, đảm bảo tăng trưởng bền vững. Từ năm 1991, Thụy Điển cũng đã ưu tiên triển khai thuế xanh với mức phí 120 đô la Mỹ một tấn carbonic, giúp giảm phát thải khí nhà kính tới 24% so với nhiều nước. Như vậy, để áp dụng thuế xanh vừa đảm bảo mục tiêu bảo vệ môi trường nhưng vẫn phát triển kinh tế mà không bị xung đột và không cần phải đánh đổi. Bên cạnh đó, cần cải cách chính sách tài khoá xanh thông qua thúc đẩy sản xuất, điều chỉnh tiêu dùng theo hướng tận dụng công nghệ, cũng như thiết kế chính sách tài khoá cải thiện các dịch vụ y tế, giáo dục, môi trường. Là nước có thu nhập trung bình nhưng Việt Nam phải đảm bảo cung cấp dịch vụ tài chính công bằng cách tăng nguồn thu trong nước và quản lý tài chính hiệu quả. Liên minh châu Âu muốn giúp Việt Nam giải quyết những vấn đề về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, vấn đề về thuế và quản lý tài chính trong chuyển đổi nền kinh tế xanh. Mục tiêu tổng quát đến năm 2020 là cơ bản đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại thông qua việc đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Thời gian tới, không chỉ Bộ Tài chính mà các bộ ban ngành khác cũng cần tập trung thực hiện tái cấu trúc nền tài chính quốc gia với phương châm chủ động, căn bản, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết, nhất quán nhưng thận trọng và theo lộ trình rõ ràng. Ngoài tái cấu trúc nền tài chính quốc gia, Việt Nam cần phải làm gì để cân đối nguồn thu chi ngân sách nhà nước, minh bạch trong việc chi tiêu công? Mời quý vị theo dõi những ghi nhận sau của phóng viên VITV. Chính vì thế cho nên là phải từ nay cuối năm thì chúng tôi là Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính cũng là một đơn vị phối hợp cùng với ngành thuế, cũng phải quyết liệt cùng với ngành thuế và hải quan cũng như ngành tài chính nói chung, phải quyết liệt đôn đốc trong vấn đề việc thu nộp ngân sách, đặc biệt là vấn đề đối với khu doanh nghiệp, cố gắng làm sao mà chống cái nợ động thuế, chống thất thu thuế. Thế còn về trách nhiệm của Cục Doanh nghiệp trong việc cân đối cái nguồn thu từ cổ phần hóa sắp xếp doanh nghiệp để đảm bảo cân đối cho ngân sách nhà nước theo nghị quyết quốc hội, thì chúng tôi cũng phải tăng cường đôn đốc đẩy mạnh cái vấn đề tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn như trong thời gian qua là tiến độ hơi chậm, thì tới đây phải có những giải pháp đột phá hơn. Tái cơ cấu nguồn thu, tái cơ cấu ngân sách là gì? Tái cơ cấu cả thu và chi. Có nghĩa ông chỉ tái cơ cấu thu thì chưa đủ, dù ông tái cơ cấu thu tốt đến mức trong rồi nhưng mà chi ông không kiểm soát được, vẫn lãng phí, thất thoát, tham nhũng. Cho nên đối với Bộ Tài chính thì phải chú ý cả tái cơ cấu cả chi, tái cơ cấu cả thu. Đổi mới cơ cấu ngân sách, đặc biệt là tiết giảm chi tiêu thường xuyên là cực kỳ quan trọng. Và điều này phải làm rất đồng bộ, rất lâu dài và rất nhiều đột phá. Trong đó có cái việc đột phá cái thể chế, bao gồm là cắt bỏ các cái đơn vị trung gian, tăng đơn vị xã hội hóa và tiết kiệm các chi tiêu thường xuyên của chính phủ là rất cần thiết. Phải cải cách cái bộ máy nhà nước để thu hẹp các cái chi tiêu, đặc biệt là chi tiêu thường xuyên, các chi thường xuyên. Và còn đối với cái đầu tư công thì phải kiểm soát được chất lượng. Thì đó là cái điều mà chúng ta vẫn đang cố gắng làm, nhưng mà cái kết quả thì chưa được nhiều. Thế... Đến đây chương trình Tài chính thuế xin được khép lại. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.